Nghị sĩ Ukraine hé lộ nhóm lính Pháp đầu tiên đang trên đường tới Kiev. Chính trị gia Pháp cáo buộc Tổng thống Macron muốn gây chiến với Nga. Ukraine và Nga tiến hành trao đổi tù nhân lần đầu tiên sau gần 4 tháng. Thủ tướng Nga ký sắc lệnh thành lập đoàn chủ tịch của chính phủ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 31 tháng 5, nghị sĩ Ukraine ông Alexei Goncharenko cho biết, nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đã lên đường đến Ukraine, ông Goncharenko nói. Các nguồn tin của tôi cho biết rằng, nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường tới Ukraine. Trước đó, nhật báo Le Monde đưa tin, Pháp có ý định tăng cường tham vấn trong những ngày tới để trong chuyến thăm Pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 tới. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ nêu rõ phạm vi của vấn đề này, sau đó Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết. Pháp có thể cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine sớm nhất là vào tuần tới, bất chấp những lo ngại trước đó của một số đồng minh rằng quyết định như vậy có nguy cơ kéo theo xung đột trực tiếp với Nga. Ngày 27 tháng 5, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã ký các văn bản cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp thăm các trung tâm huấn luyện ở Ukraine. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Macron lên tiếng ủng hộ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích các mục tiêu quân sự trên đất Nga. Ông Macron nói rằng Pháp chỉ giúp bảo vệ Ukraine trong khuôn khổ trước đó và không muốn leo thang căng thẳng. Hồi cuối tháng 2 năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố để ngỏ khả năng các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đưa quân đến Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, giới chức Pháp lên tiếng làm rõ quan điểm rằng ông Macron chỉ đề cập đến những quân nhân không trực tiếp tham gia chiến đấu. Tháng 3 năm 2024, ông Macron lại kêu gọi NATO cần chấp thuận chính sách mập mờ chiến lược nhằm vào Nga. Hãng tin Bloomberg cho biết, nhà lãnh đạo Pháp đã bí mật tìm cách hình thành một liên minh các quốc gia sẵn sàng gửi các chuyên gia quân sự đào tạo cho binh sĩ Ukraine. Moscow đã lên tiếng cảnh báo bất kỳ hành động viện trợ quân sự nào cho Kiev cũng sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân nhân phương Tây đã có mặt ở Ukraine và đã ở đó từ lâu. Đó là những chuyên gia quân sự dưới vỏ bọc lính nước ngoài. Ngày 30 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với France Info, chính trị gia Pháp Marine Le Pen cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron muốn gây chiến với Nga sau một loạt động thái leo thang căng thẳng gần đây. Theo đó, chính trị gia Le Pen, cựu ứng cử viên Tổng thống Pháp cho rằng, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Emmanuel Macron về việc cử huấn luyện viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tới Ukraine và cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công một số mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có nguy cơ biến cuộc xung đột hiện tại thành một thế chiến tiếp theo. Cảnh báo của bà Le Pen được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận căng thẳng đang nổ ra ở phương Tây về việc Kiev có được phép tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây hay không. Một số chính phủ NATO cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia thành viên dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của phương Tây. Tổng thống Macron tuyên bố NATO nên cho phép Ukraine vô hiệu hóa các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nơi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Ngay cả khi ở xa chiến tuyến, bà Le Pen phản đối ý tưởng này, cho rằng nó tạo ra nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu. Bà Le Pen nói rằng quan điểm của nhà lãnh đạo Pháp đã khiến bà kết luận rằng ông Emmanuel Macron muốn Pháp lao đầu vào cuộc chiến với Nga. Chính trị gia cánh hữu cho biết, bà kịch liệt phản đối quan điểm của ông Macron và điều này có thể tạo ra mối nguy hiểm thực sự đáng lo ngại cho nước Pháp. Bà Le Pen trước đây từng cáo buộc Tổng thống Macron chơi đùa chính trị với xung đột và lợi dụng cuộc tấn công ở Ukraine cho chương trình nghị sự bầu cử của ông. Bà luôn phản đối kế hoạch kết nạp Ukraine vào NATO và Liên minh châu Âu-EU, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc các nước NATO gửi vũ khí tới Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga là hành động nguy hiểm vì phản ứng của Moscow sẽ tàn khốc đến mức đẩy toàn bộ liên minh vào cuộc xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, NATO đã sai lầm khi thảo luận về việc liệu quân đội Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây hay không. Ngày 31 tháng 5, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù nhân lần đầu tiên sau gần 4 tháng, 75 người được trả tự do.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 75 tù nhân Ukraine đã được trao trả từ Nga trong thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE làm trung gian. Trong số những tù nhân được thả có 4 thường dân, còn lại là thành viên của quân đội. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, tù nhân Nga sau khi được thả tự do sẽ được máy bay quân sự đưa về Moscow và điều trị tại các cơ sở y tế của bộ này. Hồi tháng 1 năm nay, Nga và Ukraine cũng tiến hành trao đổi tù binh dưới sự trung gian hòa giải của UAE với 248 quân nhân của Nga được thả khỏi nơi giam giữ của Ukraine. Việc trao đổi tù binh bị bắt là kết quả của quá trình đàm phán phức tạp dưới sự hòa giải nhân đạo của UAE. Đến tháng 2 năm 2024, UAE tiếp tục xác nhận thành công trong vai trò trung gian cho thỏa thuận trao đổi 100 tù binh mỗi bên giữa Nga và Ukraine. Trong bài đăng trên trang Telegram, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận vai trò hòa giải nhân đạo của UAE. Bộ Ngoại giao UAE cho biết đây là nỗ lực hòa giải thứ 3 giữa Nga và Ukraine từ đầu năm tới nay, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đối thoại và giảm căng thẳng. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định này của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thêm thương vong trong khi không thể thay đổi được cục diện chiến sự. Ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh về việc thành lập đoàn chủ tịch của chính phủ Nga. Ngoài người đứng đầu nội các Nga, trong đoàn chủ tịch gồm 21 nhân sự còn có tất cả các phó thủ tướng và 10 bộ trưởng. Các bộ trưởng có tên trong đoàn chủ tịch là Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov, Bộ trưởng Lao động Anton Kotikov, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokonsev, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuchenko. Chính phủ tiền nhiệm của Nga cũng có đoàn chủ tịch được thành lập năm 2020. Cơ cấu của đoàn chủ tịch được xây dựng trên cùng một nguyên tắc: thủ tướng, tất cả các phó thủ tướng và 10 bộ trưởng chủ chốt. Theo Hiến pháp Liên bang về Chính phủ Liên bang Nga, đoàn chủ tịch có thể được thành lập trong cơ cấu nội các theo đề nghị của thủ tướng để giải quyết các vấn đề khẩn cấp và các cuộc họp của đoàn chủ tịch có thể được tổ chức khi cần thiết. Các quy định trong cuộc họp của đoàn chủ tịch được đưa ra theo nguyên tắc đa số. Ngoài chính phủ của thủ tướng Mishustin, còn có các đoàn chủ tịch trong chính phủ đầu tiên của ông Dmitry Medvedev giai đoạn 2012-2018, cũng như trong chính phủ của ông Vladimir Putin giai đoạn 2008-2012. Khi đó, các cuộc họp của đoàn chủ tịch được tổ chức thường xuyên. Đoàn chủ tịch của nội các Nga đã tồn tại trong cả thời kỳ làm thủ tướng đầu tiên của ông Putin giai đoạn 1999-2000 và trong chính phủ trước ông. Không có đoàn chủ tịch trong chính phủ của các ông Mikhail Kasyanov, Mikhail Fradkov và Viktor Zhukov trong giai đoạn 2000-2008. Ngày 31 tháng 5, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc đối ngoại Shangri-La ở Singapore, một diễn đàn an ninh lớn có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói rằng Philippines và các nước Đông Nam Á khác có chung tầm nhìn về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông. Tuy nhiên, điều này đã bị các tác nhân khác làm suy yếu. Ông Marcos nói, thật không may, tầm nhìn này cho đến nay vẫn là một thực tế xa vời. Các hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, gây hấn và lừa gạt tiếp tục vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Marcos cũng nói rằng tầm ảnh hưởng mang tính quyết định của Trung Quốc đối với tình hình an ninh và sự phát triển kinh tế của khu vực là một thực tế lâu dài. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, đồng thời, sự hiện diện ổn định của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng đối với hòa bình khu vực. Đó không bao giờ là một sự lựa chọn, cả hai nước đều quan trọng. Khi một phóng viên đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có vượt qua làn xanh đỏ nếu một trong các tàu tuần duyệt của nước này dùng voi rồng, ông Marcos nói, nếu một công dân Philippines thiệt mạng bởi một hành động cố ý, tình huống đó rất gần với những gì chúng tôi định nghĩa là một hành động xung đột. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân bên lề đối thoại Shangri-La. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Austin với tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và cũng là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước kể từ năm 2022. Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc đưa ra sau cuộc gặp, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt ở Biển Đông.
Đáp lại, ông Đồng nói với ông Austin rằng Mỹ đang gây căng thẳng thông qua sự hiện diện quân sự trong khu vực, theo người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Về phần mình, Tổng thống Philippines cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực Đông Nam Á, đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh nỗ lực hơn nữa để giải quyết tranh chấp. Ông Marcos nhận định, sự cạnh tranh của hai nước đang hạn chế các lựa chọn chiến lược của các quốc gia trong khu vực. Cuộc cạnh tranh của họ đang làm trầm trọng thêm các điểm nóng và tạo ra những tình thế khó xử lý về an ninh mới. Theo ông Marcos, sự ổn định liên tục của khu vực này đòi hỏi Trung Quốc và Mỹ phải quản lý tranh chấp của họ một cách có trách nhiệm. Ông Marcos cho biết, tranh chấp Biển Đông là một vấn đề vượt ra ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, hòa bình, ổn định ở Biển Đông và tự do hàng hải ở Biển Đông là một vấn đề toàn cầu.